Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Khánh Ngọc sẽ chia sẻ về chủ đề Vì sao phụ nữ ngoại tình? Nếu quý vị và các bạn có theo dõi mạng xã hội, thì hiện đang có drama rất đáng chú ý, đó là lòng xào dưa chua, đúng không ạ? Nếu quý vị nào chưa biết về vụ việc này, thì có thể tìm kiếm cụm từ drama lòng xào dưa trên Google quý vị nhé. Quý vị thân mến, ở ngoại tình luôn được coi là một tội lỗi lớn vì nó gây ra cho người bạn đời sự đau đớn, khổ sở và thường dẫn đến sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân. Không những vậy, nó còn gây ra rất nhiều những sự việc đau lòng khác. Sự phản bội của một người sẽ giết chết lòng tin của người còn lại và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống sau này của họ. Ở xã hội nào cũng vậy, đều lên án hành vi thiếu chung thủy. Nhưng tại sao người ta vẫn ngoại tình? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời một cách rõ ràng. Sự phản bội của đàn bà luôn là đòn đánh mạnh vào cái tôi của đàn ông. Đối với hầu hết đàn ông, khi bị một người đàn bà phản bội, thì lòng tự trọng của người đàn ông ngay lập tức giảm xuống ở mức thấp nhất. Đàn ông sẽ rơi vào một vòng xoáy tiêu cực. Và trong video này, Khánh Ngọc sẽ phân tích cho quý vị và các bạn thấy rằng khi một người phụ nữ ngoại tình, nó không hoàn toàn là tiêu cực đối với đàn ông, mà trong đó có vấn đề tích cực mà đàn ông không nhìn thấy, các bạn ạ. Đầu tiên là về nguyên nhân. Trước hết phải khẳng định rằng phụ nữ ngoại tình là một trong những bản năng của giới tính. Một người phụ nữ cần được yêu thương, được quan tâm, được ngưỡng mộ và được khao khát. Vì vậy, người phụ nữ luôn cố gắng trở nên xinh đẹp để thu hút sự chú ý của đàn ông. Nhiệm vụ của phụ nữ là chọn người đàn ông tốt nhất và sinh ra những đứa con tốt nhất với anh ta. Vì vậy, những ham muốn bản năng của phụ nữ trước hết là nhằm thỏa mãn nhu cầu này. Nếu một con đực tìm cách giao phối với càng nhiều con cái càng tốt để đảm bảo sự tồn tại của loài giống, thì đến lượt con cái nó cũng cố gắng quyến rũ càng nhiều con đực càng tốt để chọn ra con đực tốt nhất, xứng đáng nhất với sự ham muốn của nó. Mọi thứ chúng ta chỉ cần hiểu rất đơn giản như thế. Tuy nhiên, nói như thế không phải là để bao biện rằng ngoại tình là đúng. Những bản năng tự nhiên của con người không phải cái nào cũng tốt. Những cái không tốt thì cần được kiểm soát bằng giáo dục, bằng niềm tin và bằng các thiết chế văn hóa. Nếu con người mà không kiểm soát được những cái hành vi bản năng xấu, thì toàn bộ nền văn minh của chúng ta sẽ chìm trong tà dâm và đồi trụy, đúng không ạ? Nhưng chắc chắn một điều là không phải ai cũng kiểm soát được. Trong đó có một số ít phụ nữ và đàn ông sẽ ngoại tình. Vì vậy, nếu người phụ nữ của bạn, vợ của bạn, bạn gái của bạn lừa dối bạn để ngoại tình, thì điều này có nghĩa là cô ấy không kiểm soát được bản năng tự nhiên của mình. Hoàn toàn không phải lỗi của đàn ông. Khánh Ngọc ví dụ, một người phụ nữ có ham muốn tình dục mạnh mẽ, khi không được người đàn ông đáp ứng, họ sẽ đi tìm một người đàn ông khác nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình. Ví dụ như trong drama Lòng Xào Dưa, Khánh Ngọc đã nói ở đầu video. Người phụ nữ này là một cô giáo có ham muốn tình dục rất mạnh mẽ. Trong khi đó, người chồng của cô ấy lại yếu sinh lý và cô ấy đã ngoại tình với một người đàn ông khác giúp cô ấy thỏa mãn được nhu cầu này. Ở trong trường hợp này, nếu đổ lỗi cho người chồng rằng
Vì anh yếu sinh lý nên tôi mới ngoại tình là một sự ngụy biện rất sai lầm. Nguyên nhân chính phải là người phụ nữ đã không đủ khả năng kiểm soát bản năng và ham muốn tự nhiên của mình, đúng không ạ? Vì chúng ta đều biết rằng bản chất của sự thỏa mãn tình dục ở con người không phải là sự tà dâm, đồi trụy. Nó thuộc khuôn khổ của văn hóa nhân loại và sự ràng buộc của nhiều yếu tố khác. Có một nguyên nhân quan trọng khác tác động tới hành vi ngoại tình của phụ nữ mà các bạn cần lưu ý. Nó liên quan đến tuổi của người phụ nữ và tầm nhìn của họ về tương lai. Phụ nữ càng lớn tuổi, đàn ông càng ít chú ý đến họ. Đây là một thực tế. Không phải người phụ nữ nào cũng thừa nhận rằng mình sợ già. Không phải vì tuổi già là quá khủng khiếp, mà bởi vì họ sợ đàn ông, kể cả chồng của mình, sẽ ngừng chú ý đến mình, ngừng quan tâm đến mình, ngừng ham muốn cơ thể của mình. Vì vậy nên phụ nữ đã tìm kiếm cơ hội để nhận được nhiều tình yêu hơn và sự quan tâm nhiều hơn từ những người đàn ông khác nhau. Do đó, ở tất cả những cuộc phiêu lưu tình ái, những âm mưu, những lời tán tỉnh đều làm cho cuộc sống của một người phụ nữ trở nên thú vị và tươi mới. Nhưng có một điều khẳng định chắc chắn, đó là không phải người phụ nữ nào cũng có ý thức ngoại tình ngay từ ban đầu. Nó xảy ra trong một giai đoạn dài của sự thay đổi tâm lý. Nếu người đàn ông không phát hiện ra sự thay đổi tâm lý này thì sẽ đẩy nhanh hơn quá trình ngoại tình của phụ nữ. Như vậy, Khánh Ngọc vừa mới nói hai nguyên nhân chính khiến phụ nữ ngoại tình. Các bạn nhớ rằng dù phụ nữ ngoại tình vì lý do gì thì cũng đều bắt nguồn từ hai nguyên nhân cơ bản này mà ra. Cô ấy ngoại tình vì tiền bạc vật chất, vì đam mê nhục dục, vì danh vọng, thì đều vì họ không có khả năng kiểm soát được bản năng tự nhiên mà Khánh Ngọc đã nêu. Thế thì đàn ông cần ứng xử như thế nào khi người phụ nữ của mình ngoại tình? Chắc chắn là có đau đớn, có buồn phiền, có sự cay cú, đúng không ạ? Nhưng Khánh Ngọc cho rằng không nên làm nảy sinh quá nhiều ý nghĩa tiêu cực, mà hãy nhìn vào điều tích cực trong vấn đề này. Hãy nhìn nhận sự phản bội của một người phụ nữ không phải là một bi kịch, một hành động tồi tệ, mà là một điều cần thiết và một cơ hội để thay đổi cuộc đời bạn. Khi phụ nữ ngoại tình, cô ấy đã giết chết lòng tin của bạn đối với cô ấy, và do đó giải phóng bạn và cuộc sống của bạn khỏi những nghĩa vụ không cần thiết đối với cô ta. Bạn đã trở thành một người tự do hơn nhờ vào hành động ngoại tình của cô ấy, đúng không ạ? Hãy cố gắng nhìn cái tốt trong cái xấu và nhìn cái xấu trong cái tốt. Trong trường hợp này, bạn cần suy nghĩ về những gì bạn có thể nhận được nếu một người phụ nữ ngoại tình và phản bội bạn. Đàn ông luôn là người chiến thắng, chứ không phải là người thất bại khi người phụ nữ của họ ngoại tình. Bởi vì hầu hết phụ nữ sau khi ngoại tình đều phải đối mặt với cái giá phải trả là rất đắt. Những người đàn ông đến sau luôn là người chủ động ruồng bỏ những người phụ nữ này khi mà đã thỏa mãn. Bởi vì phụ nữ khi ngoại tình là tìm kiếm cảm xúc, nhưng với đàn ông là tìm kiếm cảm giác mới lạ của tình dục. Đồng thời, nếu người phụ nữ của bạn phản bội thì bạn nên nhìn nhận đó là điều may mắn. Bởi lẽ bạn sẽ biết được cô ấy không phải là người chung thủy với bạn ở giai đoạn cuối của cuộc đời. Bạn cần một người khác chứ không phải là cô ấy. Các bạn thân mến, hy vọng rằng các bạn sẽ nghe thật kỹ và hiểu những ý nghĩa mà Khánh Ngọc chia sẻ trong video này.
Chủ đề ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.